Cuối bản tin sẽ là tin tức về tình hình thời tiết. Ngày 23 tháng 11, thưa quý vị, đã bước vào giữa tháng 11 nhưng dường như những người yêu không khí lạnh vẫn chưa thể cảm nhận được thời tiết yêu thích của họ. Tuy nhiên, đêm ngày 23 tháng 11, thời tiết miền Bắc sẽ dần biến đổi, không khí lạnh tràn về và có thể gây mưa ở một số khu vực. Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, không khí lạnh kết hợp với vùng hội tụ gió trên cao sẽ gây mưa cho các tỉnh miền Bắc từ đêm 23 đến ngày 25 tháng 11. Thời gian mưa nhiều nhất là ngày 24 tháng 11, trong đó khu vực vùng núi Trung du có mưa rào rải rác, khu vực đồng bằng và ven biển có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và rải rác có dông với lượng mưa phổ biến từ 30 đến 80 mm, có nơi trên 100 mm. Cũng do ảnh hưởng của không khí lạnh từ đêm ngày 23 tháng 11, phía đông bắc bộ trời chuyển lạnh, vùng núi có nơi trời rét Dự báo trong các ngày từ 23 đến 25 tháng 11, nền nhiệt thấp nhất các tỉnh vùng núi Bắc Bộ từ 16 đến 18 độ, có nơi dưới 16 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 25 đến 27 độ. Các tỉnh đồng bằng Bắc Bộ những ngày này nhiệt độ thấp nhất từ 20 đến 23 độ, cao nhất từ 26 đến 28 độ. Dự báo trước khi đón không khí lạnh, vào ngày 23 tháng 11, miền Bắc bắt đầu có mưa rào và dông rải rác trong khi đó khu vực từ nam Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình và khu vực Nam Bộ đến ngày 23 tháng 11 tiếp tục có mưa vừa mưa to, có nơi mưa rất to, lượng mưa phổ biến trong thời gian này từ 60 đến 120 mm, có nơi trên 150 mm.